Đây là quá trình mà chúng tôi phá khối cho bức tranh Vinh Quy Bái Tổ mới nhất năm 2023. Và quá trình vừa rồi các bạn vừa xem là hai anh em thợ đang phá đi những cái phần khối nổi của các cái chi tiết người cũng như là các cái cảnh quan. Và tôi muốn nhấn mạnh là trên cái cổng làng, trên cái, của cái bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này, nó có những cái góc nghiêng của cái phần cổng, ví dụ như cái hàng cột này, hàng mái này và độ sâu của cái cổng, thì chúng tôi cần phải dùng đến những cái cây đục rất là lớn, những cái đục bạt to như này hoặc là to hơn, để có thể tạo thành những cái góc cạnh, tạo thành những cái góc cạnh ở trên cái phần cổng, để tạo ra những cái góc nó rất là vuông góc, rất là nhọn như này. Và khi mà tạo ra các cái phần nhọn như này thì từ đây chúng tôi có rất dễ để có thể đi vào cái phần là hoàn thiện và tạo ra những cái chi tiết cho từng cái phần bố cục. Chính vì như thế cho nên là nếu như mà làm bằng mũi CNC thì nó rất khó để có thể tạo ra được các cái nét vuông góc giống như này. Cho nên là cái khâu phá khối và cái khâu mà tạo hình cho cái tác phẩm thì chúng tôi vẫn luôn tuân thủ theo nguyên tắc, đó là dùng những cái cây đục, những cái bản đục lớn như này để tạo ra những cái chi tiết nhé.